Tháng 10 đang đến gần, thành phố Jinju, Gyeongnam đang trở nên rất nhộn nhịp bởi không khí của lễ hội tiêu biểu nhất Hàn Quốc, lễ hội Du Tương Nam Căn Jinju năm 2012 với khẩu hiệu nước, lửa, ánh sáng và ước mơ của chúng ta. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem phần chuẩn bị cho lễ hội đã được hoàn thành đến đâu rồi nhé. Đây là chốt sông Nu, một trong đèn lồng của Hàn Quốc và các nước khác đã được dựng lên. Dọc hai bờ sông Nam Căn tràn ngập những chiếc đèn lồng đầy màu sắc. 2.200 chiếc đèn lồng đã được trang trí khắp pháo đài Jinju và sông Nam Căn, mang đến cho Jinju không khí đêm hội mùa thu tràn ngập ánh sáng, lung linh và huyền ảo. So với 800 chiếc đèn lồng vào năm ngoái, 1.200 chiếc đèn lồng đã được trang trí nhiều hơn. Tiết mục đặc biệt là biểu diễn ca nhạc đèn lồng sẽ diễn ra vào mỗi buổi tối ở Nam Căn. Vé xem buổi biểu diễn chính sẽ được bán nhằm giúp cho lễ hội có khả năng tài chính độc lập. Lễ hội Du Tương Nam Căn đã nhận được lời mời tham gia vào lễ hội Winter Loop ở Ottawa, Canada vào tháng 2 năm sau. Ngoài ra, năm ngoái lễ hội đã nhận được 3 giải vàng và 1 giải đồng ở liên hoan lễ hội quốc tế. Hãy cùng trông đợi lễ hội tiêu biểu nhất của Hàn Quốc, lễ hội Du Tương Nam Căn Jinju đang đến gần hơn bao giờ hết. NSB, Minh Thư.